hoặc là kiểm giữ cả cấp 9 hồn đạo sư chế luyện ra phần xé pháo. Một tìm ra bọn họ, trước tiên là phải phá vỡ bọn họ ẩn hình đã. Phía trước ta đám bọn họ đã liếm thử qua chấn động dò xét hồn đạo khí, nhiệt năng dò xét hồn đạo khí đối với bọn họ đều không có hiệu quả. Tinh thần dò xét hồn đạo khí phạm vi quá nhỏ, không có biện pháp tiến hành tìm kiếm và cũng chỉ có thể dùng đều biện pháp. Chúng ta đầu tiên dụ dỗ bọn hắn công kích ra, sau đó dùng phương pháp đảm thức công kích tìm ra vị trí cụ thể của bọn họ. Bọn họ cho sơ muốn trốn vào trong không gian, bằng lúc ban đầu này một lần quan sát cũng là cần thời gian đấy. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tập trung mấy người lực lượng phát động ra một kích toàn lực, đến lúc đó bọn họ cho dù không chết cũng bị thương nặng, chỉ là trọng thương bọn hắn để cho bọn họ không dám đuổi theo. Mục đích của chúng ta cũng đến được rồi. Con mắt của Từ Thiên Nguyên lúc này sáng ngời, nhẹ gật đầu rồi nói: được rồi, cứ làm như vậy, để cho mọi người khôi phục, để cho các huynh đệ tiến hành bao trùm công kích. Ta mang theo 4 vị phó đoàn trưởng tạo thành một cái tiểu nhân liên động công kích, bằng chúng ta 5 người hợp lực, lực công kích này đã đầy đủ mạnh, nhắm vào hai người kia một trong số đó. Hạ huynh, ngươi đến chỉ huy các huynh đệ, kể cả Hoàng Long Hồn Đạo sư đoàn của ta cũng tạm thời đều giao cho ngươi chỉ huy. Bọn hắn dám can đảm tới gần, ta cũng không tin bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Nhìn thần sắc trên mặt của Từ Thiên Nhiên lúc này nành ngác, Hạ Hiên Tần lúc này trịnh trọng nhẹ gật đầu rồi nói: Từ huynh yên tâm đi, vậy thì do ta tới, chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt cái họa lớn trong lòng này, cũng sớm một chút báo cáo cho kết quả công tác. Linh đấu thành bị phá, nội bộ của đấu linh đế quân rất nhiên là đại loạn, tiên tiến bên kia dựa theo kế hoạch của nguyên soái rất có thể là có thay đổi, cần lực lượng của chúng ta. Được rồi, Từ Thiên Nguyên lúc này ngoài miệng đáp ứng một tiếng, nhưng đáy mắt lại lộ ra thần sắc bất chi khả phú. Đối với quốc tử hắn như là đối với Từ Thiên Nhiên không có cảm tình gì cả, nhưng hắn thông thường nhận cũng không được, năng lượng vị đế hậu chiến thần thật sự là quá mạnh mẽ. Về phần bọn hắn huân quý cùng với quân đội các đại lão này đều không thể không nghe theo mệnh lệnh của nàng, thậm chí tìm không ra lý do nào phản đối nàng làm nguyên soái. Hiện tại trong đế quân dân chúng đối với vị đế hậu chiến thần này truy phùng đã đến cực hạn. Ở phương diện khác, uy danh của quốc tử thậm chí còn vượt xa cả Từ Thiên Nhiên, nhất là Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh bị công phá, sau đó càng phải như vậy. Hạ Hiên Thần bố trí xuống dưới, Từ Thiên Nguyên thì là mang theo mặt khác 4 gã phó đoàn trưởng này cũng là khoanh chân ngồi xuống tiến hành nghỉ ngơi. Hoàng Long Hồn Đạo sư đoán Hồn Đạo sư 4 không dám thất lễ, toàn thân toàn ý thi triển ra liên động phòng ngự phòng bảo hộ thủ hộ tất cả mọi người. Vũ Hào cùng với Đường Vũ Đống đang ngay cách đó không xa ở trên không trung quan sát hết thảy mặt đất. Người một kích kia hẳn là hù đến bọn họ rồi. Người xem bọn họ hiện tại chỉ có thể ở sửa trên mặt đất, bao trì trận hình chặt chẽ để cho liên động phòng ngự phòng bảo hộ lúc này trở lên càng cứng cỏi sao. Đường Vũ Đồng lúc này nói với Vũ Hào. Vũ Hào nhẹ gật đầu rồi nói: trước mắt trận hình này bọn họ đến xem, phân giải phá cũng có thể đột phá, nhưng sau khi đột phá cũng rất khó đủ để giết người lực lượng công kích rồi. 20 hồn đạo sư đoàn so với tưởng tượng của ta càng khó khăn, ta có thể đoán rằng bọn hắn đang làm gì đó. Sao? Quất Tử lúc này tò mò nhìn Vũ Hào. Vũ Hào lại nói: phân giải pháo hiện tại mặc dù không có để đối phó với bọn hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn một lần nữa ở trên đường này liền không có biện pháp. Ở trên trời phi hành hồn đạo khí này là muốn phun ra hồn lực đấy, để cho hồn đạo sư môn này ở trong lúc đó phải giữ vững khoảng cách nhất định. Giữa hai người khoảng cách không coi vào đâu, nhưng bọn hắn có vài trăm người, tất nhiên muốn đem liên động phòng ngự vòng bảo hộ này căng ra. Khi đó bọn họ căn bản không được phân giải pháo công kích của ta, mà một khi chết người thì là có thể xuất hiện ra nổi loạn, bởi vì ai cũng không biết rằng ta hạ một cái mục tiêu công kích là cái gì. Bởi như vậy, nếu như ta là thống soái của bọn họ, muốn mang theo hộ bộ hạ của mình toàn thân trở ra mà không phải là bị ta từng cái đánh bại, như vậy kế tiếp bọn hắn phải làm là đem chúng ta dụ dỗ đi công kích, sau đó nghĩ biện pháp tiêu diệt ta đám bọn họ. Đường Phú Đông mỉm cười rồi nói: vậy thì đơn giản rồi, tùy ý bọn hắn như thế nào dụ dỗ, chúng ta không đi là được. Ta cũng không tin rằng bọn họ có thể nào làm gì được chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn lên đường, sau đó động thủ, bọn họ thì có lực không có chỗ xứ. Vũ Hạo lúc này lại lắc đầu, trong mắt lại ánh sáng ta lập lè rồi nói: bọn hắn nếu luôn bán cái sơ hở của cho ta, ta dám cá bọn họ vì cái gì là không muốn đâu này. Chẳng những muốn, hơn nữa lần này ta muốn để cho bọn họ tiêu diệt tuyệt đệ tuyệt vong. Chúng ta lúc này đi bố trí thôi.
Vừa nói xong, hắn lôi kéo Đường Vũ Đồng xoay người rời đi, hướng phía xa xa bay đi. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn thủ hộ lấy tất cả tà quân hồn đạo sư đoàn các hồn sư thông qua muốn nghỉ ngơi. Tại đây, khoảng cách của Linh Đấu Thành này bên kia đã có khoảng cách nhất định. Hơn nữa, Linh Đấu Thành ở bên kia rất loạn, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn này là không thể nào có truy binh tới. Rất nhanh một canh giờ đi qua, tà quân hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn cơ bản khôi phục lại hồn lực, còn binh sữa thì là không kịp bổ sung. Thay người đổi thánh, Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn nghỉ ngơi. Tà quân hồn đạo sư đoàn này đổi ngoại phòng ngự, Hạ Hiên Thần thống nhất chỉ huy hai chi hồn đạo sư đoàn, hết tay đều tiến hành đầu vào đấy. Mà Từ Thiên Nguyên này thì mang theo 4 gã phó đoàn trưởng một mực ngồi ở chỗ kia mình tướng, đối với ngoại giới hết thầy chẳng quan tâm. Vũ Hào cùng với Đường Vũ Đồng sớm đã một lần nữa về tới không trung, nhìn tình huống dưới hắn cũng không khỏi nhíu mày. Địch nhân so với tưởng tượng của hắn càng thêm khó chơi, riêng là phần này chậm ổn đã làm sao cho người ta kinh ngạc. Tà quân hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư muốn hồn lực cơ bản đã khôi phục lại, đổi lại thành Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn khôi phục. Vô đoạn kế tiếp là muốn sụ khiến cho chúng ta công kích còn tiếp tục sở đi. Bọn họ trước tiên là khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đây là muốn cùng với chúng ta so sức kiên trì. Vũ Hạo lúc này nói với Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng khoảng cách khoát tay của hắn, lạnh nhạt cười rồi nói, bọn hắn không có gấp gáp, chúng ta gấp làm cái gì, chờ sau đó đi là được rồi. Trong lời tâm của Vũ Hạo lúc này đột nhiên động một cái, rồi nói, Vũ Đồng, nếu bọn hắn cho chúng ta nguyên vẹn thời gian, ta đột nhiên là có một cái ý nghĩ khác, toàn diệt hai mũi hồn đạo sư đoàn này có lẽ cũng không phải lý tưởng hiệu quả nhất. Sao? Đường Vũ Đồng lúc này kinh ngạc nhìn về phía của hắn. Vũ Hào bên tai nặng thấp giọng nói mấy câu rồi nói. Trên mặt của Đường Vũ Đồng lúc này thần sắc dần dần trở lên quá xịn rồi nói. Người rất xấu đó, hứ, người dám nói làm như vậy không phải trợ giúp quất tử sao? Vũ Hào vội vàng gọi lên Dụng Thiên Khất rồi nói. Dĩ nhiên không phải rồi, nếu như ta nhớ không lầm, Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn chính là nắm giữ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất ở trong tay Tông Thần tối cường lực lượng. Đối với chi hồn đạo sư đoàn này, Hoàng Thất Tông Thần mình nhất định là rất lắng. Quất tử lúc này biết sủng dường mưu, chẳng lẽ ta lại tự không há? Trận chiến tranh này chính diện chiến thắng đối với chúng ta mà nói đã không có khả năng. Linh Đấu Thanh Hoàng Cung bị thương nặng, còn không biết là có hay không có đấu linh đế quốc Hoàng Thất còn sống sót. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể từng giọt đến bản hồi liệt thế, lùi vạn lùi bước mà nói. Nếu như tương lai Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục, cho dù rơi vào trong tay của quất tử cũng tuyệt đối so với rơi vào trong tay của Từ Thiên Nhiên hoặc là Thánh Linh Giáo thực sự là tốt hơn nhiều. Đường Vũ Đồng lúc này phụt cười rồi nói, nhìn sáng vẻ người khẩn trương, ta chẳng qua là thăm dò người thoáng một phát mà thôi, chẳng lẽ ta thật sự không tin người sao? Vũ Hạ lúc này cười cười rồi nói, ta đương nhiên là biết rõ người sẽ tin ta, nhưng vẫn là muốn giải thích, đây là đối với người tôn trọng nhà, chúng ta xuống dưới thôi. Nói xong Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, lặng yên biến mất ở trong núi sừng không thấy gì nữa. Đương nhiên thì bọn họ hạ xuống địa phương này, cự ly hai chi hồn đạo sư đoàn vẫn rất xa. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn các hồn đạo sư kiên nhẫn khôi phục lại, tập kinh đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện xa xôi. Mặc dù phụ trách phòng ngự tà quân hồn đạo sư môn sẽ không được thư giãn, nhưng trong nội tâm cuối cùng là sẽ nhẹ nhàng thở ra. Phía trước Từ Thiên Nguyên đã từng nói qua, địch nhân chỉ là một kích chi lực, hiện tại có lẽ đã chứng minh điểm này. Hạ Hiên Thần một mực quan sát động tĩnh bên ngoài, hắn thậm chí không dám ngồi xuống tù liên. Tiếp đó hắn cảm giác cần phải là bố trí bẫy sạp. Cái bẫy này bố trí nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy có cơ hội để cho lợi dụng mới được. Hắn và Thục Hà Hồn Đạo Sư Môn cảm giác bất đồng, cái loại này đứng ngồi không yên cảm thụ được thủy chung đều không có biến mất. Hắn cũng tin tưởng rằng hai gã cường giả đều đuổi hết nơi này, như vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Người này thực lực cường đại, kiên nhẫn là cùng với nhất định rất tốt, không chịu nổi tịch mịch như thế nào trở thành cường giả đây. Thời gian đã qua không ngắn, Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoán một hồi sẽ qua nhi cũng có thể là toàn bộ khôi phục lại. Tiếp đó là hoàn thành bẫy sạp, khi đó cũng là nguy hiểm nhất, không thể nói trước khi có thể hy sinh ra một nhóm người. Bằng không mà nói hai người kia chắc chắn sẽ là không mắc lừa đấy, chỉ là không biết bọn họ là từ đâu mà đến. Loại cường giả cấp bậc này còn có đã được cấp 9 hồn đạo khí phần giải pháo, luôn để cho Hạ Hiền Thần này cảm thấy có một chút thần bí. Báo cáo! Do xét hồn đạo khí biểu hiện ra có người hướng ra phía tà đám bọn họ tới bên này. Một gã tà quân hồn đạo sư đoàn này hồn đạo sư đột nhiên báo cáo, để cho Hạ Hiền Thần từ trong tầm tư giật mình là tỉnh táo trở lại. Có người đến sao? Mấy người? Hạ Hiền Thần lúc này lập tức giật mình, run rập hỏi gió, chẳng lẽ hai người kia kiềm nén không được xuất hiện sao? Nhân số rất nhiều, theo trên mặt đất đến, hơn nữa đang hướng về phía chúng ta đã bọn họ bên này vây kín tới.
Tên kia hồn báo hồn đạo sư rõ ràng cũng có một chút khẩn trương, bởi vì số lượng địch nhân với tớ rất nhiều. Đúng vậy, địch nhân bên trong đấu linh đế quốc bọn họ có khả năng gặp phải cũng chỉ có thể là địch nhân. Hơn nữa, những địch nhân này giống như sớm đã hiểu được lời vị trí của bọn hắn, hoàn toàn là với tớ. Sắc mặt của Hạ Hiên Thần ngưng tú, hai người kia viện quân đã đến. Nếu là như vậy thì sự tính nếu sẽ trở lên càng thêm phiền toái. Hắn đối với viện quân đến thật đúng là không thể nào e ngại. Đấu linh đế quốc tại Lũ La Đại Lục trước nguyên lại lái toàn bộ tứ quốc gia ở bên trong, thực lực là nhược điểm đích nhất là một cái, thậm chí không có một mũi thành kiến chế ra hồn đạo sư đoán. Vậy tớ nhiều người hơn nữa, dù đều là hồn sư hắn cũng không sợ. Tại đây còn có hai chi hộ quốc chi thủ thú vương cấp hồn đạo sư đoán, mặc dù thiếu đi 1/3 nhưng chút lực lượng vẫn còn, bọn họ những cường giả này vẫn còn ở đó. Đánh thức ngoại trừ làm vị chính phủ đoàn trưởng, tất cả mọi người cũng chuẩn bị chiến đấu. Hạ Yên Thần lúc này trầm giọng nói ra. Hiện tại hắn đã chẳng quan tâm tới địa chất lý bẫy giáp, ít nhất tạm thời đem địch tớ đánh chết để đánh lùi rồi nói sau. Mà công kích của địch nhân ở trên thực tế cũng là bán sơ hở, lộ ra cơ hội bẫy giáp rất tốt. Một bên xa lánh, Hạ Yên Thần lúc này nhanh chóng đi tới trinh sát hồn đạo khí ở bên kia. Không trung dò xét hồn đạo khí này tại đích quốc sử dụng ra hiển nhiên hiệu quả sẽ không quá tốt. Sở dĩ bọn hắn mang theo đều là mặt đất dò xét hồn đạo khí, mặc dù phạm vi dò xét nhỏ một chút nhưng trình độ tinh thần chuẩn biết rõ rất cao. Trên màn hình dò xét hồn đạo khí này, Hạ Yên Thần thấy được điểm dò rậm rạp chẳng chít, từng cái điểm đó đều là đặc biểu cho một địch nhân, nhìn lại hắn vẫn là hàng hạ số lực lượng địch nhân có bao nhiêu. Những địch nhân này lộ ra rất trầm ổn, đều gần tốc độ không nhanh, nhưng cũng là hoàn toàn vây kín, đang thập phần vững vàng tốc độ hướng sang bọn hắn bên này mà đến. Bởi vì nơi này là rừng rậm, bọn đại thụ ngăn cản bọn họ cũng nhất thời là thấy rõ bộ dáng những địch nhân này, cái này cũng đã đủ rồi. Tất cả hồn đạo sứ đều đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, kể cả còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng khôi phục hơn phân nửa hồn lực của Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đám bọn họ. Hạ Hiên Thần lúc này hơi suy tư, sau đó trầm giọng nói: Tà quân hồn đạo sư đoán, hồn đạo xạ tuyến công kích, hủy diệt cây cối xung quanh, thanh vách tường kiến đá. Trong rừng rậm chiến đấu, đối với hồn đạo sư mà nói là tương đối bất lợi.